Bảng lương mới của sĩ quan công an từ ngày 1 tháng 7. Bảng lương công an theo cấp bậc quân hàm. Bảng lương căn cứ theo nghị định số 204 năm 2004 về chế độ tiền lương với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an. Chuyên môn kỹ thuật là công dân Việt Nam được tuyển chọn, hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật của ngành công an và được phong thăng hàm cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan. Bảng lương công nhân công an. Theo luật công an nhân dân, công nhân công an có trình độ chuyên môn kỹ thuật được tuyển dụng vào làm việc trong ngành công an, được phong hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ. Hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân nam là 62, nữ là 60. Công nhân công an nhóm 1 ngạch A được sắp xếp theo vị trí công việc, yêu cầu trình độ đại học và trình độ kỹ năng nghề tương ứng. Công nhân công an nhóm 2 ngạch A được bố trí theo vị trí công việc, yêu cầu trình độ cao đẳng và trình độ kỹ năng nghề tương ứng. Công nhân công an ngạch B, C sắp xếp bố trí theo vị trí công việc, yêu cầu trình độ trung cấp và trình độ kỹ năng nghề tương ứng.